Xin kính chào quý vị và các bạn. Vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra ở huyện Thường Tín vào ngày 24 tháng 10 khiến cho 7 người thương vong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn giao thông tại những vị trí đường ngang, đường bộ giao cắt với đường sắt. Vậy mà mối hiểm họa này vẫn hàng ngày hàng giờ tồn tại trên các điểm giao cắt này. Với chiều dài gần 40 km, tuyến đường sắt Bắc Nam nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 350 đường ngang, đường bộ giao cắt với đường sắt. Trong đó chỉ có 95 đường ngang hợp pháp được bố trí người gác và lắp rào chắn tự động bằng cột đèn tín hiệu, còn lại là lối đi dân sinh tự mở cắt ngang đường sắt. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt lại thường đến từ chính ý thức của người tham gia giao thông khi cố tình vượt qua đường ngang như thế này. Ô tô có khi cũng cố len vào vượt đi vào, thậm chí là xuống tự mở chắn đe dọa công nhân ra chắn để vượt vào đường ngang. Trở lại vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng ở Thường Tín vừa qua, bước đầu xác định nguyên nhân là do lái xe thiếu quan sát nên khi tàu chạy qua thì chiếc xe ô tô đã va chạm với đoàn tàu. Trong khi đó, các giải pháp đảm bảo an toàn và cảnh giới an toàn tại những đường ngang, đường bộ giao cắt với đường sắt chưa thể thực hiện được một cách triệt để trên toàn tuyến. Hiện nay thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giao cho công ty đường sắt Hà Ninh là sẽ cảnh giới trên 24/24 cái đoạn đường này. Đến khi mà chúng tôi lắp được cái cần chắn tự động. Tuy nhiên thì cái việc quan trọng nhất đấy cũng chỉ là cấp cảnh báo. Người dân phải tuân thủ theo luật lệ giao thông và phải quan sát khi mà đi qua cái điểm mà có giao cắt với đường sắt. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, ngành đường sắt sẽ lắp khoảng 600 cần chắn và dàn chắn tự động để cảnh báo giao thông trên toàn mạng đường sắt Việt Nam. Nhưng cho đến nay mới chỉ lắp đặt được 1/6. Số còn lại sau khi Bộ thẩm định xong sẽ được lắp trong năm 2017. Trước vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành quản lý và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả cũng như có biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, không để xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như vậy. Công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang, kể cả lối đi dân sinh. Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường sắt. Kể từ ngày 26 tháng 10 và trong vòng một tháng, thành phố sẽ tổ chức rào chắn cấm taxi vào giờ cao điểm tại một số tuyến đường để thi công nâng cao khả năng chịu tải của cầu vượt Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Láng Hạ. Theo đó, taxi từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày lễ trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 giờ và 16 đến 19 giờ hàng ngày, trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phục vụ sự cố, không được phép hoạt động trên đường Láng Hạ từ điểm mở giải phân cách gần nút giao Vũ Ngọc Phan đến điểm quay đầu gần công viên Thành Công và ngược lại. Riêng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, Sở Giao thông Vận tải sẽ đóng toàn bộ cầu vượt Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Láng Hạ để phục vụ thi công. Các phương tiện lưu thông trên hệ thống đường hiện trạng dưới gầm cầu và theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống đèn tín hiệu. Trong những ngày Hà Nội diễn ra cùng lúc, ba hội nghị quốc tế quan trọng là hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Mekong lần thứ 7, hội nghị cấp cao hợp tác 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần 8 và hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về Mekong. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự không làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân thủ đô, gần 500 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phục vụ ngày đêm làm nhiệm vụ đón đoàn, dẫn đoàn, phân luồng giao thông từ xa. Nhờ làm tốt cơ chế thông tin, vận hành nhịp nhàng, bảo đảm an toàn và thông suốt cho tất cả các đoàn đại biểu quốc tế và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu các tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự hội nghị. Đến đây chương trình xin được nói lời tạm biệt, rất mong nhận được những thông tin chia sẻ của đông đảo các bạn xem truyền hình thông qua đường dây nóng 043 8355 797 và trang fanpage của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.